año. Chù, cái người vàng mà cắt lại răng này vậy? Để lại cho em xem. Chúng qua chúng qua. Giặt chưa? Đang xông hơi lắm, rất là gì đó gì. Còn lông mà có nên sửa lại đúng không? Dạ được chứ. Nhạt quá rồi. Châu, là bỏ vô bao sách về. Kiếm cho cái đàn dưới với chị Sa đi kiếm. Chặn xuống chứ đừng có hỏi là như
sầm. Dạ. Để nhưng mà để xong hơi cái trọ mặt nạ chưa? Không lỡ rồi thôi. Cái tát cái đàn sáo phía dưới đi chị. Đàn dưới, đàn đàn máy mua á. Để ở nhà chưa? Để. Bé Hiền, bé Hiền của ai gửi tin nhắn cho đây bé Hiền? Liên lạc. Nói gì chị rảnh? Em đang coi bé Hiền qua nhắn tin dùm cái à, mà khoan đừng nhắn nhắn trả lời được mấy máy này chị. Nhuyễn to dễ sợ vậy đó. Còn như này nữa. Sao làm vậy? Ôi trời ơi. Quá luôn á, bà nằm ngay. Hút thuốc à? Bà. Bà có hút thuốc à? Bà uống thuốc cay. Uống thuốc gì mà hôi mùi thuốc lá vậy chả? Thuốc cay. Nên gỡ dân tập kiểu. Uống mang mùi thuốc lá đó là. Mà uống cái đi này nha. Chị đi công nhận mấy chị chịu cũng được ghê. Nè, không có rồi không? Ra chặt đưa cho xem. Nhiều lắm. Chặt lấy cái giấy của gì? Cười chứ cười nó thiệt cái chứ các đó kỷ niệm. Một đầu đen ngứa là cồ gì mà nó có ai mà có chỉ vô đây không làm cho hả? Nhất là bà ba mà bóp mày vậy á. Dạ đau còn mới đau hả?
Mà đậu có thăng với cái bò bánh mì không? Thăng đúng rồi. Có thăng với bò bánh mì không? Thế rồi mà cái hồng cũng không lên rồi. Sợ nha, gần thành đó rồi. Rồi năm nay mái rồi bà? Trong bò mới tâm bò mới hả? Mà trong bò cho mái muộn đi cũng thấy 63 năm rồi đây. 20 tuổi là nó muộn. Nào bà nào mày trong mái vậy? Đây đây đây. Cô mua đánh xuống hành trang bài gì? Dạ, của gì 8 với bên kia 7, 7, 14, 14, 8 là 4, 8, 220 220 gì? Mang gì nghe xuống hồi nãy thì gà lăng hết nút rồi, gà lăng hơn mới chồng trẻ. Hôm nay em đã chuyện gì? Trở lại chơi bảo lâm tình với hai con ruột. Đấy, tình lâm. Dịu cho cái da mà nọ nó hiền này, dịu cho cái lộ ra lại à. Bám cái ông giờ nó một chút. Này.
Rau xanh.